vui khi được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của kênh Trên Hải Phòng. Hiện tại thì tôi đang đứng tại một cái địa điểm mà giới chuyên gia phân tích bất động sản nhận định rằng nơi đây được mệnh danh là đại lộ kim cương của thành phố cảng Hải Phòng chúng ta. Và nơi đây còn là một cái đại lộ mang cái sứ mệnh quan trọng trong cái chiến lược nhằm nâng tầm cái vị thế của thành phố Hải Phòng trong tương lai. Và như các bạn cũng đã nhìn thấy rồi đấy, đây chính là vòng xuyến đại lộ Võ Nguyên Giáp ở khu Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Thời điểm hiện tại thì cái góc bánh chưng nơi đại lộ Võ Nguyên Giáp này đang là những cái miếng bánh khá là ngon và đắt giá, được các nhà đầu tư nhắm đến bởi nó có một cái vị trí đẹp, đảm bảo cái tính thanh khoản và hứa hẹn sẽ mang đến những cái dự án chất lượng trong tương lai. Tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại, cái khu vực này còn khá nhiều cái tên bất động sản chưa được hoàn thiện. Cũng có những cái dự án nổi đình nổi đám khi mà mới bắt đầu trong các bước cái chuẩn bị thi công, nhưng mà sau một thời gian thì nó lại làm im bất động và chưa biết đến bao giờ thì các nhà thầu mới đưa vào quay trở lại cái việc mà thi công. Và trong video ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ tới các bạn một cái dự án nằm ở cái góc phần tư của cái vòng xuyến này, đó chính là dự án chung cư Sentosa Sky Park. Ở đây là một cái dự án mà có thể nói là sở hữu cái vị trí khá là đắc địa các bạn ạ. Nó nằm ngay tại cái khu vực phía nam của thành phố và được triển khai xây dựng ngay tại mặt đường lô CT4 thuộc cái dự án khu đô thị ven sông Lạch Tray, đường Võ Nguyên Giáp của thành phố Hải Phòng. Đối diện sang bên kia chính là Đài Liệt Sĩ, quận Lê Chân. Dự án này thì còn nằm ngay sát cạnh các cái dự án bất động sản lớn như là Hoàng Huy Commerce của tập đoàn Hoàng Huy Group. Rồi đối diện sang bên đường chính là khách sạn Nikko của Hải Phòng. Và khách sạn này thì được quản lý và vận hành bởi một cái chuỗi thương hiệu khách sạn quốc tế Okura Nikko Hotel, rất là nổi tiếng trên thế giới. Rồi chéo sang góc phần tư bên đối diện thì là dự án Vinhome của tập đoàn Vingroup, đúng không ạ? Vinhome ấy, Marina. Rồi cuối ở cái đầu cái đường này thì là đại siêu thị Aeon Mall lớn nhất Hải Phòng rồi. Nói chung là cái dự án chung cư Sentosa này thì chiếm một cái vị trí lô góc đắt giá giữa cái giao lộ Bùi Viện và Võ Nguyên Giáp, và đây chính là cái cửa ngõ phía đông của thành phố cảng, nên các cái tiện ích gần như nằm trong tầm tay. Việc mở rộng quy hoạch hạ tầng ra ngoài trung tâm thành phố đã và đang thúc đẩy cái dự án này trở thành một cái chung cư đắt giá trong tương lai gần, với hệ thống hạ tầng đồng bộ cùng rất nhiều những tiện ích. Quay trở lại một chút thì có thể tìm hiểu một chút thông tin về cái dự án này. Tôi được biết là dự án Sentosa được triển khai bởi chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn AGF Việt Nam, đơn vị thiết kế hàng đầu Việt Nam là Topcon. Và dự án này được xây dựng trên một cái mô hình là trung tâm thương mại tiện ích và chung cư cao cấp. Đơn vị nhà thầu dự kiến của dự án này là công ty xây dựng Delta. Cùng với đó còn có sự tư vấn thiết kế của công ty cổ phần tư vấn xây dựng Topcon. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng ngắm nhìn một số hình ảnh 3D của dự án chung cư Sentosa này để các bạn hình dung được rõ hơn về tổng quan của dự án mà chủ đầu tư xây dựng muốn gửi đến cho chúng ta, những cái cư dân của thành phố Hải Phòng. Dự án này thì nó có thể kết nối tới các cái khu công nghiệp trọng điểm của thành phố như là khu công nghiệp Đình Vũ, LG Tràng Duệ, Nomura và khu công nghiệp An Dương. Việc di chuyển đến các cái tiện ích ngoại khu cũng rất là dễ dàng. Chúng ta có thể dễ dàng đến cao tốc Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh mất đâu đó khoảng 6 phút qua cái trục đường cầu Rào Phạm Văn Đồng mà thôi. Ngoài ra thì việc di chuyển đến sân bay Cát Bi, cảng Đình Vũ hay khu công nghiệp Tràng Duệ cũng hết sức tiện lợi vì dự án này nó nằm ngay trên trục đường World Bank Bùi Viện rồi. Theo như thiết kế của dự án thì đây là tổ hợp trung tâm thương mại và căn hộ chung cư cao cấp với diện tích khoảng 2,4 hectare. Dự án được đặt tên lấy cái cảm hứng từ một cái khu nghỉ mát của Singapore tên là Sentosa. Và trong tiếng Mã Lai ấy, thì Sentosa có nghĩa là thanh bình và yên tĩnh. Ý muốn của chủ đầu tư cũng là mong muốn là tạo ra một cái cuộc sống thanh bình, yên tĩnh với trọn vẹn trong cái khu nghỉ dưỡng đẳng cấp tại Hải Phòng này. Dự án được thiết kế với ý tưởng đề xuất là tâm vàng đất cảng, sống chuẩn chất sinh. Đấy là một cái slogan mà tôi đọc được của các nhà đầu tư ở trên mạng. Ý nghĩa là tức là con người có thể trải nghiệm những cái giá trị đẹp của tình yêu thông qua những cái khoảnh khắc được mang đến trong cái không gian sống của từng căn hộ một. Việc mở rộng cái quy hoạch hạ tầng ra phía ngoại thành của thành phố ấy, thì nó sẽ giúp cho Sentosa trở thành một trong những cái điểm
cầu nối về nơi ở trong cái hệ thống hạ tầng đồng bộ cũng như là những cái tiện ích ở khu vực phía nam của thành phố Hải Phòng này. Dự án này thì sẽ cao khoảng 28 tầng, bao gồm một tầng hầm, tổng diện tích là 76.611 m2 sàn với thiết kế 604 căn hộ. Trong đó thì sẽ có đâu đó 90 căn studio với diện tích là 30.3 m2 đến 36.9 m2, 48 căn một ngủ với diện tích từ 46.3 m2 đến 48.3 m2, 368 căn hai ngủ với diện tích từ 50 m2 đến 73.5 m2 và 65 căn ba ngủ có diện tích từ 101.8 m2 đến 126.8 m2. Ngoài ra thì còn có 8 căn penthouse các bạn ạ. Và căn penthouse này thì có diện tích từ 113m đến 234m và 24 căn hộ duplex có diện tích là 65m2. À, xin lỗi các bạn, là 24 căn hộ dual key có diện tích là 65.7m2 và một căn duplex có diện tích là 181.6m2. Đấy, hiện tại thì dự án này đã mở bán, thực ra là chưa mở bán mà là mở đặt cọc thiện chí thì phải. Đấy, thì các bạn nếu quan tâm thì các bạn có thể tìm hiểu một số thông tin liên quan đến dự án này, và các bạn có thể comment xuống bên dưới hoặc inbox trực tiếp cho tôi để có thể chia sẻ cho các bạn những cái thông tin cụ thể hơn về giá cả cũng như là tiến độ thanh toán của cái dự án này. Quay trở lại một chút thì với cái thiết kế của tầng 1 và tầng 2 sẽ là trung tâm thương mại, tầng 3 và 4 sẽ là bãi đỗ xe các bạn ạ. Đấy, bãi đỗ xe thì sẽ đẩy lên tầng 3, tầng 4. Và tiện ích nổi bật của dự án này sẽ gồm bể bơi vô cực ngoài trời, khu tắm nắng, spa, tầm phòng tập gym, rồi nhà hàng đồ nướng BBQ, khu vui chơi trẻ em ngoài trời, những cái gian hàng shop house ở tầng 1, tầng 2, rồi vườn dạo bộ cây xanh. Đấy, và rất nhiều những cái tiện ích tầng mái, ở trên mái đầu tiên tại Hải Phòng như là gym ngoài trời, yoga, quảng trường, khu nghệ thuật, sky bar, đài quan sát, khu ghế nghỉ, vườn chân mây, rồi đường ánh sao, nói chung là rất nhiều những tiện ích. Theo một số những thông tin mà đã đưa ra trước đây thì dự án sẽ dự kiến triển khai vào quý 4 năm 2021 và thời gian để bàn giao dự kiến vào khoảng quý 4 năm 2023. Nhưng mà trên thực tế thì các bạn nhìn thấy trong video này của chúng tôi, khi mà dự án được ghi hình bằng flycam từ trên cao nhìn xuống ấy, thì dự án chúng ta dường như là chưa có cái động thái gì cả, đúng không ạ? Chưa có cái sự hoạt động của cái việc thi công công trình nào hết, vẫn còn dừng ở cái mức quây tôn xanh xung quanh làm rào chắn thôi. Cây cối cỏ dại cũng đã mọc khá nhiều rồi các bạn ạ. Cũng chưa rõ vì sao đến thời điểm này mà nhà thầu của dự án vẫn chưa có động thái nào cho cái dự án này cả. Phải chăng là đang vướng mắc về vốn? Chúng ta cũng biết là Việt Nam chúng ta đang rơi vào trong cái giai đoạn lạm phát khủng hoảng mà. Nói chung là rất nhiều những cái nhận định cho rằng thời điểm hiện tại thị trường nhà đất đang có dấu hiệu chững lại. Chính vì vậy mà phần nào đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án. Tuy nhiên thì hiện tại thì các công ty bất động sản đã cho chúng ta đặt cọc rồi. Ngược lại với không khí ảm đạm của dự án Sentosa, thì cái dự án Hoàng Huy Commerce của tập đoàn Hoàng Huy làm chủ ngay gần đấy ấy, thì luôn luôn có cái không khí làm việc rất là khẩn trương nhộn nhịp, nói chung là cả ngày và cả đêm. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy tổ hợp trung tâm thương mại căn hộ cao cấp với 5 tòa nhà cao 35 tầng của Hoàng Huy Commerce ấy. Đó. Thì kênh trên Hải Phòng cũng đã có những cái video giới thiệu về những tiến độ mới nhất của dự án Hoàng Huy Commerce này. Vì vậy nếu các bạn nào mà quan tâm đến dự án thì hãy vào kênh trên Hải Phòng của chúng tôi để theo dõi nhé. Đặc biệt là các bạn hãy ấn like và subscribe để ủng hộ kênh trên của chúng tôi. Và với cái trục đường Võ Nguyên Giáp này thì không phải tự nhiên mà các ông lớn quan tâm và xây lên những cái khu tiện ích hiện đại như vậy. Bởi vì vị thế của tuyến đường này thì nó quá hoàn hảo luôn. Thứ nhất, đây là một cái đoạn mà có cái trục đường lớn và trục đường chính ấy, nối giữa trung tâm của thành phố đi các cái quận Dương Kinh, Đồ Sơn, Kiến Thụy. Thứ hai là dân cư tập trung ở đây khá là đông đúc. Và thứ ba là con đường Võ Nguyên Giáp này sau khi được Ủy ban dân thành phố Hải Phòng cho triển khai thi công mở rộng và cải tạo lại trục đường này với tổng chiều dài là chiều rộng là 50m và 6 làn đường, thì đã đáp ứng được yêu cầu về cơ sở tầng của một cái thành phố trực thuộc trung ương. Nó sẽ đem lại khá là nhiều tiềm năng cho các nhà đầu tư vào đây. Và mỗi một cái công trình, mỗi một dự án của thành phố Hải Phòng nói chung và các cái dự án được Ủy ban dân thành phố Hải Phòng cấp phép xây dựng tại đường Võ Nguyên Giáp này nói riêng ấy, thì không chỉ thể hiện cái khát vọng muốn vươn lên mà đó còn là sự khẳng định về sự quyết tâm phấn đấu nhằm trở thành một cái trung tâm liên kết vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc của thành phố Hải Phòng chúng ta. Và mong rằng trong tương lai gần thì dự án Sentosa này sẽ có những động thái hoạt động mới nhanh chóng
thi công nhằm tô điểm lại cái đại lộ Võ Nguyên Giáp thêm phần hoàn mỹ hơn nữa. Còn bây giờ thì bên mình xin kết thúc video giới thiệu về dự án Sentosa tại đây. Và các bạn muốn chúng tôi quay thêm những dự án, những công trình, những địa điểm nào tại thành phố Hải Phòng thì hãy comment ngay bên dưới video này để bên mình sắp xếp địa hình nhé. Hãy nhớ là like, subscribe và chia sẻ video để hỗ trợ bên mình. Chào tạm biệt các bạn.